nữ ca sĩ sẽ biểu diễn những bản hit lớn nhất của mình cùng với 4 bài hát trong album sắp tới của cô. Nhờ đại dịch, không phải tất cả người hâm mộ âm nhạc đều cảm thấy thoải mái khi đến một buổi hòa nhạc trực tiếp. Nhưng họ có thể đến gần nó vào cuối tuần này mà không cần rời khỏi nhà. Một buổi hòa nhạc đặc biệt kéo dài 2 giờ với sự tham gia của ca sĩ từng đoạt giải Grammy Adele sẽ phát sóng vào Chủ nhật trên CBS và dịch vụ phát trực tuyến Paramount Plus. Đặc biệt, có tựa đề Adele One Night Only sẽ bao gồm một cuộc phỏng vấn độc quyền có Adele trò chuyện với Oprah Winfrey. Phần đặc biệt được ghi hình trước sẽ có cảnh Adele biểu diễn ngoài trời tại đài quan sát Griffith ở Los Angeles, hát một số bản hit của cô, bao gồm cả bài hát chủ đề của James Bond là Skyfall, cũng như Rolling in the Deep và Someone Like You. Buổi hòa nhạc phát sóng chỉ 5 đêm trước khi album mới nhất của Adele, 30, ra mắt, vì vậy buổi hòa nhạc sẽ bao gồm 4 bài hát trong album đó. Bao gồm Easy On Me, được phát hành vào tháng trước. Clip cho thấy ca sĩ Lizzo và người dẫn chương trình talk show James Corden tham dự sự kiện. Adele nói trong một video quảng cáo, trông nó sẽ rất thanh lịch và sau đó tôi sẽ kể vô số câu chuyện cười bẩn thỉu, Adele nói. Sự kiện đặc biệt cũng bao gồm Oprah Winfrey phỏng vấn Adele. Với hai người mặc quần dài màu kem và trắng và ngồi ngoài trời trong một vườn hồng California. Một tuyên bố hứa hẹn cả hai sẽ thảo luận về album mới của Adele. Những câu chuyện đằng sau các bài hát, cuộc sống sau khi ly hôn, giảm cân và nuôi dạy con trai của cô ấy. Con trai của Adele, Angelo, lên 9 tuổi. Ca sĩ và cha của Angelo, doanh nhân từ thiện Simon Konecki, đã ly hôn vào tháng 3. Tại sao đây lại là cuộc phỏng vấn mà tôi quan tâm? Winfrey trầm ngâm trong video quảng cáo. Vì tôi luôn quan tâm đến những người sẵn sàng nói ra sự thật của họ. Cô ấy thực sự là sự thật. Adele và Oprah, nếu bạn đang đọc nó, bạn có thể đã biết Adele và Oprah là ai. Họ là hai trong số ít người trên thế giới có thể dễ dàng nhận ra chỉ bằng tên của họ. Adele sinh ra tại London, tên đầy đủ Adele Laurie Blue Atkins, 33 tuổi. Là một trong những ca sĩ thành công nhất thế giới, với 15 giải Grammy. Cô ấy đã bán được hơn 120 triệu đĩa. Album năm 2011 của cô, 21, đã trở thành album bán chạy nhất thế giới trong thế kỷ 21. Năm 2012, cô phát hành Skyfall, nhạc nền cho bộ phim James Bond cùng tên, giành giải Oscar và quả cầu vàng cho bài hát. Người phỏng vấn cô, Oprah Winfrey, 67 tuổi. Được biết đến nhiều nhất qua chương trình trò chuyện tổng hợp toàn quốc The Oprah Winfrey Show, kéo dài 25 năm, cuối cùng kết thúc vào năm 2011. Cô đã giành được 18 giải Daytime Emmy, 2 Primetime Emmy, 1 giải Tony, 1 Peabody giải thưởng và giải thưởng nhân đạo Jean Hersel của Giải thưởng Viện Hàn Lâm. Từ năm 2000 đến năm 2020, cô xuất bản tạp chí in của riêng mình O. Tạp chí Oprah, hiện chỉ có trên mạng. Winfrey cũng có mạng cấp của riêng mình On, mạng Oprah Winfrey. Vào tháng 3, Winfrey đã phỏng vấn Meghan, nữ công tước xứ Sussex và hoàng tử Harry của Anh. Gây chú ý trên toàn thế giới. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.